Chứ bây giờ chỉ có tele thôi à. Dũng bấm vào cái tele ấy, cách hướng dẫn cách tải tele, rồi làm theo từng bước một. Dễ à. Một tình huống mà bên phía Rainbow Seven muốn đấm vào đường dưới và pha này thì Ela đã hết flash rồi, mạng về tiếp dành cho Cell. Nhờ. Không ổn nha. Tiền bây giờ chúng ta thấy đâu đấy khoảng 1.000 hơn dành cho Rainbow Seven. Nhưng mà được cái là con Raven xạ thủ của Cell đang rất xanh. Tập này là Aodam thật sự anh em ơi. Nỗ lực để gỡ mạng để tôi qua hết retip. Nhưng mà đó là bộ tình huống đã câu được thêm flash của Savan. Vẫn còn một hit nữa né E này. Không né được E nhưng mà River có về được không? Chắc là vẫn về kịp. Thôi. Vẫn cướp được sâu đến từ River. Và pha này River hết combo rồi chưa vào được. Một cái tình huống chủ động flash mở luôn đến từ Ayla. Và pha giao tranh chúng ta thấy sân khấu đang giúp cho 100 tip có được một cái lợi thế máu rất lớn. Oddy là cái tên đầu tiên nằm xuống. Và bây giờ 100 tip mới là đội có lợi thế giao tranh. Thằng Cell vẫn chưa bắn được cái gì nha. Ôi, con Raven ôm tiền rồi bắn chưa được gì hết. Flash đi vô dụng rồi. 100 tip gỡ được rồi anh em ơi. Sau 4 con sâu sau 2 lượt dành cho 100 tip. Thằng Raven ôm tiền không có sát thương ta. Mày ăn CC phát cấm đầu chạy. Mày cũng là mình ngon, ôm tiền ngon thế, không có tí đam nào, coi như mất ăn rồi. Mạng về đường tiếp tục vào trong hành tiếp ở trong pha đây. Tobo là người bú được mạng từ cái quả sâu. Bây giờ chúng ta thấy những cái lợi thế đang được 100 tip cũ gỡ dần dần anh em ơi. Rainbow đang muốn đấm vào cái khu vực đường dưới nhưng mà pha này thì Snipper vẫn sẽ là con sứ giả khai nước mà Rainbow Seven họ kiểm soát thành công. Vẫn chưa lấy được. Con vào thôi, con vào cho SB về thôi, con vào cho SB về thôi. Đánh kìa, thằng Huawei hở ra. Nhưng mà đó là một cái tình huống qua hơi retip. Lại tiếp tục lấy được mạng. Lion một lần nữa nằm xuống. Quả sân cấu tử thần không có tác dụng. Nhưng mà mạng đổi về được. Cũ gỡ được một ít dành cho qua hơi retip. Một tình huống mà qua hơi retip muốn đánh vào cánh dưới đây. Đã phải sử dụng pha flash đi. Pha này submit thì không flash thì cũng không chịu về. Và chắc là về không được anh em ơi. Mạng về được cho Huawei của Quick. Và cả thêm một cái trụ nữa dành cho 100. Dành cho 100 đi. 100 hoài. Pha này dồn sai người rồi anh em ơi. Nuôi sai rồi. Cái này là mấy thằng 100 nó nuôi để thịt. Một cái tình huống muốn mở giao tranh để vừa Rainbow Seven. Nhưng mà chỉ giữ lại được một thành viên mà thôi. Đó là Quick. Quick vẫn chưa phải sử dụng tốc biến anh em ơi. Khi mà đam vẫn là quá nhiều mạng đầu tiên về được dành cho R7. Nhưng mà cái thế giao tranh chắc chắn là thắng lợi dành cho qua Harry Tip rồi. Bật sân khấu tử thần lên. Double kill cho Chistara. Nhưng mà pha này ăn mạng thì dễ. Về về vẫn được. Một tình huống giao tranh lãi một dành cho 100 thôi. Tobo là người bú được mạng của Cell. Chấp cho thằng Cell 2 mạng thì bây giờ nó cũng vô dụng rồi. May mà hai thành viên còn lại của R7 vẫn lùi về kịp. River cứ có combo là lại bổ vào. Pha này thì chụp lòng được hai thành viên. Cứ thế từ từ mà rớt những câu hai của R7 mà thôi. Nhưng ôi Ayla nằm lại rồi anh em ơi. Submit thì bi tới nhưng mà tầm này submit thì vẫn chưa đủ khỏe. Chỉ mới phút 24 thôi. Một con rắc cần phải ít nhất là 3 món trang bị để có thể cover được dành cho submit. Nhưng mà về sát thương dồn thì Rainbow cũng không khỏe lắm. Và River từ ở đâu xuất hiện phía sau đội hình của Rainbow anh em ơi. Một pha nét vẽ cho chốc thành công. 100 đang có thể đánh lên. Quick đã lấy được mạng của Oddy đấy. Cứ bổ chết thằng Oddy là ăn. Bắt Oddy thôi. Về rồi, về rồi. Pha này Cell làm gì đây? Một skill một duy nhất của Quick lấy hơn 50% lượng máu. Và pha này Rainbow muốn mở nhưng mà mở có vẻ là được. Sau đấy thì một mạng sách đao đã về được cho Oddy. Hai mạng về được dành cho bên phía Rainbow Seven. Cái thế đánh vẫn còn. Bây giờ chỉ còn duy nhất là Quick đảm bảo được sát thương của 100. Nhưng mà Quick đã bị out qua phía bên kia rồi. Bắt góc này một mình Snipper đang ôm 5 thành viên Rainbow lại lật kèo. Trời ơi. À của BSG.
Mẹ mẹ thằng thằng cũng đi lừa quả con reo. Đây, quay trở lại ván này, bạn xích đao lại về được cho 100. Quang qua còn lại đánh game này chắc phải 40 phút anh em ơi. Một hit nữa. Ôi ôi, Oddy vẫn chạy được anh em ơi, nhưng mà Q3 thì tầm quá dài. Sniper ăn được bạn của Oddy. À, sẽ là một con Baron mở ra với cái lợi thế về người cho 100T. Lại đánh nè. Trời ơi. Ôi ơi, Oddy bị bất lẽ lần này tới Sniper anh em ơi. Người là cân bằng 4 đánh 4 cho cái tình huống giao tranh. Có lẽ là 100 vẫn sẽ ăn kịp con Baron. Nhưng mà có về được hay không? Summit vẫn chưa bo góc. Summit vẫn chưa bo góc. Nhưng mà các thành viên của 100 thì vẫn chưa có bê về. Summit bây giờ đã tới rồi. Summit có góc để vào chưa? Quyết lấy được mạng của Leon. Thôi Rainbow phải back thôi. Hết. Ôi ôi. Một cái pha không check được tầm giờ đã từ Summit. Trong Summit quay lại gõ. River đã flash đi và Summit cũng quyết định flash để cover. Và chúng ta thấy R7 đã có mặt để cover cho Summit. Nhưng mà tỷ cũng đang nghĩ tới con đường của R7 game 2 cầu vòng. Một cái tình huống 100 đang có lợi thế và Quyết đã lấy được cái mạng đầu tiên rồi. Seo vẫn là người đầu tiên nằm xuống. Seo không bị bắt nhưng mà luôn là người đầu tiên nằm xuống bên phía đội hình của Rainbow. Một con Draven auto chết. Vèo KDA 2-0. Lợi thế vài người chắc chắn là tôi nghĩ là 100 xe được thôi anh em ơi. Oddy có xả sát thương nhưng mà vẫn chưa đủ lớn. Summit đang nỗ lực để gồng gánh các những người đồng đội. Và bây giờ bên phía các thành viên của Deadpool trả người sát thương. Summit đang lâu máu rồi mà Summit vẫn còn bổ được, chuẩn bị Summit hồi E rồi. Summit đã hồi được E nhưng mà không có flash để CC. Và sẽ là một cái tình huống end game dành cho 100. 100 win thôi. Nói chung mình cũng là hai mạng đi. Mà bây giờ của Raven cầm 3 đồ rưỡi. Trời ơi trời, xúc phạm đồng đội chưa. À, tí có thằng AD thế này tí kích luôn ấy. Mà em đánh như kiểu xúc phạm đồng đội. Nổ hũ được tiền cái quả phớp lóc. Giờ này 3 đồ rưỡi. Summit vẫn đang cố gắng những người đồng đội này bây giờ. Mà Summit đơn độc quá. Các thành viên của Rainbow chưa lên kịp. Đợi các thằng của Rainbow lên là chỉ có hốt xác của Summit thôi. Bây giờ hai thằng Candy nó đang đấm vào Summit mà không có bất kỳ một cái tình huống ngại ngùng gì. Summit vẫn còn sống nhưng mà để lại cho Sniper ôm. Summit nằm xuống thì R7 chạy về thôi. Có Baron có lợi thế thế này mà nhìn đẩy đường khó quá vậy ta. Vẫn còn 20 ga cho Rainbow. Vẫn chưa end được nha anh em. 100 mà vẫn còn đang ngâm. 100 này chắc phải đánh ra đủ 100k vàng rồi mới chịu end. Một tình huống mở giao tranh tiếp tục ở R7 có lật kèo nữa hay không đây. Pha này thì Ayla đã bám được vào carry ở phía bên trong. River bắt đầu tới nhưng mà River up 3 thành viên như thế này thì không có tác dụng. Và có vẻ là R7 lật thật một lần nữa ở trong pha này. Ây, siêu lại nổ hũ lần này là mạng của River. Và lại hòa. Về đánh tiếp. Ây ơi. Vega hồi hòa nữa rồi đấy anh em. Tập này thì chưa có đồng ngàn tuổi, đồng 4 thôi. Baron vẫn chưa end được. Mày ơi. Đánh cho ra đủ 100k vàng với end. Đánh nhìn khổ sở thiệt. Đúng là khổ thiệt. Tới cái bài end game mà chưa có được học. Đánh gì cũng hay, có cái end game là end không được anh em ơi. Pha này thằng River lại ôm hai thằng ở trong này làm đéo gì. Hai thằng AD đứng hai bên bắn. River đầu game đánh như rồng như hổ. Ôi R7 tính đánh to ở đây. R7 họ đã kiểm soát được Baron rồi. Cái thế lính đường boss thì cũng đã đẩy cao hoàn toàn. Có khả năng R7 có thể start trước của Baron đã là 50% máu. Các thành viên của 100T bây giờ mới bắt đầu ủi ra. Nhưng mà vẫn chưa đến được pha vào rất đẹp của Sniper. Mạng hạ gục đầu tiên là Leon nằm xuống. Và Seo thì đang tìm góc để xả điều. Một điều, hai điều. Seo đang đổ súng với hai carry phía bên kia. Nhưng mà Seo phải nằm lại với mạng hạ gục dành cho Quyết. Và tình huống này chắc chắn là endgame dành cho 100. Và quét sạch hoàn toàn nữa từ đại diện của Bắc Mỹ. Và sẽ là một game đấu đầu tiên dành cho 100 trong cặp BO3. Thề nó combat tới thế. Nếu biết thằng nào thắng được anh em ơi. Nào end thì biết. End rồi nhá, end rồi. Trăm ăn. Game 2 R7 thôi. Quá là hứa hẹn.
Meta này có cái con AD nào mà để cover không ta? AD này hỗ trợ không? Chắc là bích áp cho thằng thằng sale. Trong họ đang thằng trả ngược lại ở một anh hùng ép giao tranh đường giữa River vào lấy luôn mặt trời rồi. Nhưng mà đó là một cái tình huống xoáy 2 sẽ gỡ được một mạng dành cho Rainbow Seven. Nhưng mà hơi tiếc là mạng về dành cho Lion. Và sale bây giờ mới lũi ra thì gạo nấu thành cơm rồi. Xong xuôi hết rồi. Ây da. Khi mà có thông tin là OD đã sử dụng R ở lên trên top từ bên phía 100, họ đánh ngay ở đường giữa anh em ơi. Và đánh lại Áo Thiên Ly. Thì Áo Thiên Ly ai nhìn khó quá ta. Smith với Sniper BK ở đường giữa. Còn phía bên trên này chúng ta có một cái tình huống 4v4, R7 đã tắt đèn. Và Kene đã sốc chết được Ayla. 2 mà 2 gục về được dành cho Rainbow Seven. Sell bú rồi anh em ơi. Nhưng mà Quid cũng gỡ lại được một bàn cho 100. Quid vẫn đang được free chơi. Và bây giờ chúng ta có một cái tình huống 2vs2. Kenny đang cover cho Sell bắn pha này thì Sell bắn hay. Sell 2-0-1 4-3 dành cho R7. Phải thế. Đánh lại là hơi căng nha. Sâu sẽ về được dành cho 100 anh em ơi. R7 có về được hay không khi mà phía bên này River vẫn còn nguyên R. Tomo đã lấy được mạng của Kenny và một cái thế trận đổ vỡ hoàn toàn với tình huống double kill dành cho Tomo. Sẽ là triple kill hay không? Submit đang nỗ lực này, hồi quy chưa? Submit lấy được mạng của Tomo anh em ơi. Một tình huống flash quy đến từ Submit. Địt mà em thằng Submit hay quá nhưng mà hết rồi. Quyết lấy được thêm mạng double kill dành cho Quyết. Hết rồi. Submit đánh hết đường hết nước rồi anh em ơi. Tiếng tốt với con SGL này. Có lẽ là game này R7 có thể bám vào sell được anh em ơi. Ở Edgeo bắn thì cũng được ấy. Ở Summit lấy được cái trụ một ở đường dưới mà phải lùi về. Ôi quyết định là Odin vào luôn con hàng. Quyết là quyết đánh quá lão và bàn sát đao sẽ về được dành cho Summit. R7 hay ở trong cái tình huống này anh em ơi. Và sẽ là thêm một bàn nữa của River. Và hai con hàng nằm xuống rồi, một cái TP lại đáp xuống rất khó hiểu của Sniper. Sniper một mình đang chôn giữa bốn thành viên bên phía R7. Chắc chắn là R7 sẽ bú được thêm mạng của Sniper. Mặc dù có đúp nhưng mà Sniper sẽ không làm được gì thêm. Lion bú được 8-7 dành cho R7. Nhìn lại đã là hai co rồi, một cái điều đen và một cái Steyrac. Nhưng mà kháng phép là không có nha. Và một cái tình huống mà R7 muốn đầu tư all in vào Quid. Quid cứ có R là chết thôi. Một bàn nữa dành cho Summit. Quid đánh quá lao. Một pha giao tranh mà chúng ta thấy có một cái TP đến từ Quid. Pha này Quid full spell. Đã TP rồi, 5 thành viên đến từ bên phía 100. Và Smith cũng đã đáp xuống. Smith có thời cá sấu. Smith đang rất khỏe nha anh em ơi. Smith bị ăn cái bong bóng. Ai da, Smith flash là đẹp rồi. Hết thế để cho R7 vào rồi. Nhưng đây sẽ là một cái tình huống mà Quid nằm lại với quả kéo của con hàng Nautilus. Và bây giờ Smith mới vào. Sell trận này bắn quá ghê. Double kill dành cho Sell. Flash lên tiếp tục. Không kịp rồi. Đâu rồi. Sell có cung ánh sáng. Đây là một cái tình huống cung ánh sáng của Sell. Ôi Summit. Đây. Ôi một pha combo quá đẹp của đường mid bên phía R7. Và trắng máu cho cặp đôi đường giữa bên phía 100 rồi. 100 đang cố phản nhưng mà không có nhiều sát thương lắm anh em ơi. Kenny đã nằm lại. Nhưng mà cái thế đánh thì vẫn ổn cho R7 này. Sell vẫn đang được free shot. Không có vấn đề gì hết. Summit vẫn đang còn máu còn nộ. Một tình huống quy để hồi. Nhưng mà Sell trận này Sell một mình là đang vắng 4 thành viên. Sell đâu rồi? Sell ăn quy. Sell mất e. Trời ơi, không trông cậy được vào Sell thật. Pha đấy combo đẹp quá mà R7 thì vẫn không có một cái tình huống giao tranh thắng anh em ơi. Pha vừa rồi thì KD đã bị sốc chết. Summit có lùi về được hay không đây? Pha xử lý mắc binh của Quid. Mạng sách đao về được cho người chơi đường giữa của bên phía 100T. Một ở đường giữa. Trời ơi. Capot ơi là Capot. Pha này lại rớt vào thành công rồi anh em ơi. Đã có được một cái tình huống sách đao dành cho Kenny. Nhưng mà chúng ta nói rồi, mấy thằng Quid vẫn còn sống. Thì bên phía 100 mình vẫn còn dư đa. Và bây giờ thì Submit sẽ lao lên để ép góc. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy Quid đã lâu máu rồi. Quid đang chơi và R7 đang có những cái màn hạ gục liên tục. Một mình Submit ở đây ôm 4 thành viên. Vẫn còn là một pha 3vs4. Sell nằm lại rồi. Pha này thì Submit có flash. Có chụp được hay không? À Quid về rồi. À Quid chết rồi. 3 thành viên của 100 quyết định là vẫn giao tranh tiếp anh em ơi. Submit e vào được. Submit quy hồi phục và cứu lại được một mạng cho R7.
Game 3 là R7 win game này mà. Đúng rồi Cường ơi. Nói thế còn hỏi lại. Game 3 là R7 win game này chứ. Nói thế còn hỏi. Thành bại tại Summit. Không nhưng mà được cái này anh em bây giờ nhìn hàng Summit còn flash phải không ta? Nếu mà à, xài rồi. Có flash bắt chết thằng Quyết là được, thằng Quyết chưa có đồng hồ thì vẫn chơi khỏe. Và giao tranh tiếp tục, hai thằng này muốn đánh cho trả full kèo tài. Ngày hôm nay Leo là cái tên đầu tiên nằm xuống, Quyết đâu, Quyết vẫn còn máu là không có chơi được. Bắt Quyết kìa, đây rồi, bộ tình huống chụp chết thành công Quyết đến từ các thành viên của Rainbow Seven. Và bây giờ chắc chắn sẽ là một pha giao tranh thắng cho Rainbow. Đánh từ từ thôi. Chậm lại. Submit full nổ nhưng mà máu thì hơi thấp quá. E vào phải quy được, không là chết luôn. Cell đang xả đây ơi, nhìn Cell này. Một quy hụt. Cell vẫn còn đang xả. Một cái tình huống thủy ngục thành công. KD đã lấy được màn của hàng Ayla. Nhưng mà đồng thì về được vào trong 100. Bẹp là thằng Cell thấy nó quy nhiều có trúng cái nào đâu ta. Quy từ đầu tới cuối có thấy trúng cái nào đâu vậy. Thằng Cell này. Quá à, nhìn ảnh đứng ép góc của Quy thì đâu, cuối cùng không có đam nào ta. Thằng này hài thật. Kiểu nhìn ảnh lúc nào cũng đứng cao nhất đội hình Quy á, Quy không trúng cái nào hết. Cái nào không thơm quá e về, ôi ôi. Oddy chưa có flash. Ok chạy thôi. À không chạy nổi rồi, bộ Quy chết rồi. Tình huống nằm lại rất khó hiểu đến từ rừng của R7. Lại quăng. Năm thành viên thì 100 sẽ ủi vào của Baron này ngay anh em ơi. Một quan trọng hơn nữa là R7 họ mất đi cái tắt đèn của Oddy. Là sẽ không có dễ tí nào dành cho Kenny có thể sấy 3 hay là sấy 4. Sấy 5 thì quá khó đi. À, bây giờ anh em nhìn thằng Quyết này, Quyết đang ép góc ở phía bên tay trái và bây giờ đã R vào rồi. Sao phải mất đi cái tình huống dịch chuyển cổ học, máu vẫn còn. Nhưng mà R7 quyết định là bỏ con Baron này cho bên phía 100. Oddy chết một pha báo cả con Baron. À nãy tiếng của Bảo Tài, tiếng của Bảo Xỉu đâu. Hai thằng này đánh thì hữu tài thôi. Summit đang nỗ lực. Oddy đã tắt đèn vào một tình huống combo thành công tiếp tục của rừng nhưng mà không bắt được Tomo. Trời ơi bắt thằng Quyết đi. Bắt thằng Tomo nó chết cũng còn đam mà. Summit TB khởi nghiệp. Bắt thằng Quyết đấy, đừng có bắt thằng Tomo. Ôi ôi vẫn focus vào Tomo nhưng mà pha này Tomo chết chay anh em ơi. Đó là một cái tình huống mà sách down về được và cho Summit và phía ngược lại thì chúng ta thấy River đã nằm xuống rồi. R7 đang lật kèo. Nhưng mà vẫn còn đó là full máu của Quyết thì không còn đồ chơi nữa để mà bắt được Quyết. Quyết bắt đầu rờ, Quyết lao vào nhưng mà pha này thì Quyết lỗi rồi. Cell sẽ lấy được mạng shutdown của Quyết. Mặc dù rớt lại Oddy nhưng mà chắc chắn đây là cái tình huống mà R7 nổ hũ rồi anh em ơi. Nổ. Má mà chưa end được. Chưa có end được. Hết Baron, chưa có rồng. Được cái thì R7 farm ít tiền. Pha này thằng Quyết đánh láo, chết ngay. Trời ơi. Ôi. Tomo xả ngược lại Thanh Trừng. Lấy một ngưỡng máu không đáng kể lắm với Nautilus. Ở phía bên này thì Summit đã chụp vào River. Nhưng mà pha này thì vô thưởng vô phạt vẫn chưa đánh nhau. Bây giờ thì 100 bắt đầu đánh nhau và pha này thì bên phía R7 đã bắt vào Ayla. Ayla chết trước và hiệu ứng tắt đèn vẫn còn. Bên phía các thành viên của 100 đang lùi lại và một tình huống được của Quyết rồi. 100 bắt đầu trả sát thương nhưng mà sát thương vẫn chưa có. Cell vẫn đang bắn được và Kenny bú được màn của River. Một thế trận mà có lẽ là R7 sẽ end game được ở trong cái tình huống này anh em ơi. Phát đi Summit bắt được vào những cái thành viên còn lại của 100 nhưng mà không giữ chân được ai. Ồ cái gì vậy? Về. Ủ má thằng Cell này. Về. Baron. Về. Baron con ơi. Baron kịp anh em ơi, Baron. Về thôi. À, pha đấy thằng Cell nó e lên một phát giật cả mình, nó chết cái là không Baron được đâu nha anh em. Với cái game này là cái game có cổng của rồng công nghệ. Baron sẽ bú được cho R7 thôi. Não acreditava nesse item, tá?
Easy Baron rồi xuống ăn rồng là đẹp. River còn chưa ra cho nên chắc chắn là Baron sẽ về được con R7. Game 3 rồi. Ăn quả rồng và lấy linh hồn quả rồng công nghệ gần như là end game. Tình huống này thì Ayla vẫn còn flash, Quick mất flash. Tomo quá chắc lên luôn cái đồng hồ cá cho item cuối anh em. Được bắn mới là quan trọng hơn. Ôi 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 ôi. Nên có thể bị 100 muốn thủ con rồng này để Oni nó giai đoạn cuối. Ôi ôi, Tomo có đàm nha. Và bây giờ một lần nữa là đủ combo thành công. Và bây giờ Quick mới là người đầu tiên nằm xuống ở trong đội hình của bên phía 100. Ở sát thương thì vẫn còn với Tomo. Tomo đang free shot ở ngoài nhưng mà chắc chắn là lượng đam bên phía R7 họ sẽ out hoàn toàn. Triple kill dành cho Cell. Và kịch bản là cặp BO3 của chúng ta sẽ cần đến game đấu cuối cùng cho ngày hôm nay. Không lệch đi một vị nào. End game dành cho R7. Yes sir. Anh em ủng hộ tí một slot tham gia vào nhóm với nhá. Trận này bú full. Điệt mẹ mày. Xin cảm ơn. Xin một slot, xin slot. Anh em nào chưa tham gia vào nhóm, anh em nhắn tin qua tao đây ủng hộ tí với nhá. Trận này chúng ta bú full kèo. Quá thơm, muốn bét rồi, bét nào rồi. À, Cường nhắn tin qua tay này cho tí nhá. Đây nè. Và ở đây một pha đổi nhau ở đường giữa. Oddy đã có mặt rồi, đã kích E được thành công. Chắc chắn sẽ là một cái tình huống first blood. First blood về cho Oddy. Yes sir. Oddy ăn first blood thì R7 đẩy game được anh em ơi. Cái giai đoạn Lenin đã gỡ được rất nhiều cho cái quả mà Oddy ganh được thằng Mid ở trong pha vừa rồi. Và ganh được thêm một bàn nữa anh em ơi. À ha ha. Quyết trận này nổ kèo nha. Chưa biết anh em ơi, R7 chưa biết. Bây giờ mới biết đây này, nhưng mà Kenny đã bị chụp lại rồi. Vẫn còn đúp kịp. Một cái tình huống nhồi combo. Và Tobo lấy được mạng của Kenny với một cái quả tên lửa. Ôi ôi, pha này hơi lỏ. Pha này R7 không biết cái vụ mà 100T nó qua rừng. Tình huống đấm nhau tiếp tục ở đây này. Bốn thành viên của R7 đang muốn dive vào sniper. Ở sniper còn R, còn flash sniper. Ôi năm thằng thì thôi đéo sống được. Kane lấy được bàn. Năm thằng thì chịu. Sniper vẫn giữ lại flash trong pha vừa rồi. Nhưng mà tình huống này thì TP bên phía R7 mất hết rồi, cho nên là rớt lại lính và ẹp khá nhiều nha anh em. Một cái đội hình all-in như thế này. Smith về được không? Đấy, chúng ta nói Vigo hoàn toàn có sát thương nhé anh em ơi, cho nên Smith pha này ôi có muốn chủ động về thì cũng không kịp. Quá nhiều sát thương đến từ Vigo của River. Sứ giả sẽ được R7 lấy. Oddy có mặt ở đây. R7 họ muốn ưu tiên cho việc lấy sứ giả để bảo công trình trước. Pha xả thành từng tốt của Cell. Hiệp quậy vài hiệp coi phim đi này. Ôi chuối về anh em ơi. Con hàng Quick lại chết lẹ. Một mạng nữa dành cho Kenny. Nãy giờ chúng ta không để ý Kenny thì con lập la này đang rất xanh anh em ơi. Đóng góp 100% vào 4 mạng hạ gục của R7. Mời giao tranh. Đấy. Chúng ta đã đối về sát thương rất nhiều của Rainbow Seven anh em ơi. Mấy thằng 100 muốn chơi luôn à. Đánh thôi, đúng rồi, Kenny vào một phát thôi, lấy trắng máu của hàng Quick rồi, Quick chết chay và con Vigo mà lên bốc việc thế này làm gì có chống chịu. Mạng về tiếp tục nữa cho trong 100. Ôi ôi, pha flash đi được rồi anh em ơi, nhưng mà ba thành viên còn lại của bên phía 100 thì khó mà chạy được. Ít nhất là Sniper đã nằm lại với họng súng của Cell. Mấy thằng 100 bị điên à. Để đồng 1000 tủ win à, đấy. Ở đây 100 vẫn giữ cái hy vọng là muốn all-in. Pha con quét vào không có một ít tí sát thương nào. 50% máu là còn quá nhiều để cho Cell có thể xả được sát thương. Và hai bạn hạ gục được về dành cho R7 rồi anh em ơi. Những bạn hạ gục vẫn đang tiếp tục một cái tình huống flash rất hay của Cell. Và con Vigo bây giờ hết rồi thì lấy gì mà xả đây, Cell vẫn còn. Ui ui, mạng gỡ được dành cho con hàng River. River vẫn đang xả sát thương nhưng mà tập này thì River hết rồi. Ui, River xử lý quá hay với con Vigo nhưng mà mạng vẫn được submit lấy. Và nhìn lại thì chúng ta thấy 1, 2, 3 cái tên đã nằm đến từ bên phía R7 rồi. Một pha 2v2 nhưng mà Kenny đã sát thương rất nhiều anh em ơi. Vẫn sẽ là một cái tình huống giao tranh thắng được cho R7.
Nhưng mà kill thì cày được thêm nhiều nha. Kill thì cày được thêm nhiều. Đổi mạng luôn cũng được rồi. Ok sniper. Ok đổi mạng 17 mạng à. Được 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 được. 17 mạng. 17 mạng. Đủ quá dễ quá ta. Hôm nay kiếm tiền dễ quá. Nay kiếm tiền dễ quá ta. Tài kêu rồi anh em ơi, tài kêu rồi. Là 28 hay 9. 100T vẫn đang muốn gỡ bằng những cái tình huống giao tranh anh em ơi. Nhưng mà pha này thì vest của Quýt đã bắt được vào Kainer rồi. Vẫn chưa đấm anh em ơi. Mạng vẫn chưa về và đây sẽ là mạng dành cho OD. Quýt Onin không thành công và Submit chúng ta thấy đang một mình bơi giữa năm thành viên. 100 vẫn gỡ được một mạng hai cục của Submit. Nhưng mà những mạng còn lại thì sao? Thêm một mạng nữa này. Ui quá tôm. Vẫn còn con hàng Vigo ở đây. Nhưng mà Vigo hết phát rồi thì không còn gì để quay lại. Triple kill về được dành cho Sniper. Ôi. Ráng bú mạng nó nữa. Nó hồi đúp rồi kỹ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 24 mạng hai cục rồi. Cell đã bú được mạng của Ayla. Cho cái tình huống này thì skill AOE khá tốt. Quýt cũng cày được một cơ số sát thương dành cho bên phía 100 nhưng mà chắc là chưa đủ. Ôi. Thật vậy đó, nó có sức đau rồi em ơi. Một mình Cell đang ở đây đang cố bắn này. Submit thì vẫn còn full. Submit flash lên đã chụp được vào đúp. Nhưng mà Submit vẫn còn bê được câu kéo rất nhiều sát thương. Submit có hạ gục được hay không? Không hạ gục được, tầm tay là quá ngắn. Và Cell tình huống này có flash mà lại bắn hơi nhát tay anh em ơi. Trời ơi 100 lật rồi. 100 lật rồi. Thằng Cell bắn nhát quá. Pha đó là Submit vào hết không vào. Một mạng bằng 10 lính giao tranh như ai đó. Mà em kịch bản này giống mấy thằng 100 quét sạch phát end luôn ấy chứ. Đấy này này. Bây giờ giao tranh cái tầm tay đang rất lợi thế cho bên phía 100 nhưng mà vẫn còn ở trụ 1 làm khoảng trống dành cho là 7 mạng hạ gục về. Cell đã lấy được kết quả của thằng Sniper. Và sau đấy thì là một thế mà OD đang cày nát đội hình bên phía đối phương. Mạng sách đao tiếp tục đây dành cho Cell anh em ơi. Kane vẫn đang đợi hồi chiêu. Kane có flash và flash đi chích được thêm một mạng của Ayla. Bây giờ chỉ còn hai thằng này nữa thì lấy gì mà bọn 100 đép đây. Ôi ăn full nè, ăn full, ăn full nè, và nè là ăn full. Tại tham nữa. Cái tham anh em đi bao nhiêu ta? Rồi cái kênh này là kênh nhận định nha. Kênh này là kênh nhận định. Anh nhắc em với Hiệp ơi. Không. Về xong rồi lấy cái linh hồn rồng. 2.5 con vest của Quýt đang có 2.5. Ôi ôi phía bên kia thì SD đang quẩy. Ôi Kano chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Sách đao dành cho Tomo. Chết chín nữa là về. Tài 36 kêu ăn 3 chấm. Ủa này 36 rồi. Mà kèo đầu mà. Mẹ và thằng Quýt nó trả giá cho cái chuyện đánh láo rồi đấy. Bây giờ tới thằng Kano. Mà Kano có mũ rồi đâu ơi, Kano khỏe, Kano có mũ rồi. Mũ rồi cả sách nữa thì bao chơi. Ôi một pha thanh trừng Cell bú được mạng của thằng Nautilus rồi anh em ơi. Còn phía bên này thì con Vest có 2.5 thôi, không có gì phải flow hết. Cell vẫn sống được. Nhưng mà một mình nó đi chơi thì không giết được thêm những cái thành viên còn lại. Ây da, Submit rồi, Submit TP lên trên rồi, Submit lấy Mega thôi. Nhả rồng. Sao vậy ta? Thằng Vest bây giờ nó mới có 3 đồ thôi, nên Vest này không có đam ấy. Hồi nãy giờ có Vest xanh xanh xíu thôi. Có đồ đều đều thôi là... Thằng Cell trắng máu rồi. Sao bắt được nó lấy Mega lẹ về thôi. Ok lấy được flash rồi. Ôi Submit muốn đấm luôn anh em ơi. Và lấy được flash của Vest là ok. Pha sau thằng Quýt không có flash là chơi dễ. Trận này đánh 60 phút và chưa đâu em ơi.
À, nhìn thế thì cân quá vậy ta. Tại này là 7 win nữa là ăn full rồi nè. Essa pressão de split da Rainbow Seven é muito real. Cara, vai dar Rainbow Seven aqui. Aqui ah, eu tô assim. É muito difícil voltar, porque essa alma das nuvens pode não ser aquela coisa, mas ajuda bastante eles a conseguirem esse espaço para fechar o jogo. São dois inibidores a menos. Esse bônus barão não é tão relevante assim. Mas a 100 Thieves não vai cair sem brigar. Não vai deixar esse espaço assim de só não ir pra cima. Eles não têm sentinela pra pegar o flanco. Nhìn con Nautilus nãy giờ kéo hụt, mà nó kéo hụt thì mới có kèo thơm thế. Đợi rồi 7 ăn nữa full 10. Posição perigosa essa da 100 Thieves. A gente falou dos resets. Olha essa Jinx. Quase 6. Đồng nguyên tuổi ha. Đéo gì thế? Đủ với thằng Tomo nó. Thằng Tomo nó cho nè. Còn nguyên cái tóc biến Tomo chết chay em ơi. Endgame ơi. Ôi ôi, má chất lượng chuyên môn quá thấp cho trận này, nhưng mà kèo thì lại quá thơm. Ôi ơi, bộ quả AD còn full spell. Để chết chay với một cái tình huống ăn thanh trừng thế này thì về nước là vừa 100 ơi, 10 năm như bột. Cái thằng Bắc Mỹ, không có năm nào khác hết anh em. À, quả Genix còn flash để chết chay với cái thanh trừng như thế này thì end game rồi, end thôi, end thôi. Từ từ thôi, không có gì gấp hết. 2-2, 10 kèo. Bộ ta đủ mở giao tranh luôn để từ OD. Khi mà Tomo đã chết lại rồi thì quá dễ cho R7 đóng hờ với cặp BO3 của chúng ta. R7 sẽ là đội có hiệu số 2-1. À xin lỗi anh em, 1-0 cho cái lượt trận đầu tiên này. Yes sir. Dễ quá.